đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Không cần trang điểm kỹ lưỡng, Ngân Khánh vẫn đẹp hết phần thiên hạ. Dù qua bao nhiêu năm nhưng nữ diễn viên vẫn luôn giữ được gương mặt xinh đẹp, góc cạnh và nhận được sự khen ngợi của khán giả. Chẳng cần phải xuất hiện ở thảm đỏ diện trang phục lộng lẫy, nhưng nữ diễn viên vẫn nhận cơn mưa lời khen từ cộng đồng mạng. Ngân Khánh gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp trẻ trung dù đã ngoài 30. Cách đây vài giờ trên trang cá nhân, nữ diễn viên Ngân Khánh vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường tại nhà riêng, cô đính kèm dòng trạng thái: "Vậy thôi chứ đang stress lắm đó đa. Tưởng chừng tâm trạng đang lúc mệt mỏi thì gương mặt sẽ kém sắc, nhưng nào ngờ các khuôn mặt của cô nàng đều đủ sức đớp hồn các fan." Không cần phải chọn concept cầu kỳ, chỉ ngồi ở một góc phòng cũng chẳng trang điểm kỹ lưỡng, Ngân Khánh cứ thoải mái bót dáng. Điểm mà khán giả chú ý nhất vẫn chính là nhan sắc của nữ diễn viên. Dù ở độ tuổi ngoài 30 nhưng người đẹp vẫn duy trì được sự trẻ trung, vóc dáng thon gọn, quyến rũ, không thua kém gì các hot girl sau này. Dù không hoạt động nghệ thuật nhưng thường xuyên, vốn dĩ mình là người của công chúng nghệ sĩ nên Ngân Khánh cũng rất ý thức trong việc chăm sóc vẻ ngoài. Bởi lẽ người nổi tiếng thì diện mạo cũng góp phần rất nhiều trong việc gây dấu ấn với công chúng. Các đồng nghiệp và fan đã không quên để lại bình luận khen ngợi Ngân Khánh. Ngân Khánh, tôi luôn quan niệm không thể ỷ lại chồng. Nữ diễn viên đám cưới ông xã đại gia vào năm 2015, thay vì chọn cách sinh con thực hiện vai trò làm vợ sau hôn nhân, thì Ngân Khánh lại chọn cách lên đường sang Singapore để tiếp tục học. Cô chấp nhận xa gia đình, ông xã để trau dồi kiến thức. Ngay khi có thời gian hoặc nghỉ hè thì cô đều tranh thủ đáp chuyến bay về Việt Nam thăm anh và ngược lại. Ông xã Ngân Khánh thuộc tiếp người không lãng mạn khô khan. Nói về việc sống nhờ kinh tế của chồng, cô chia sẻ: "Tôi nghe nhiều lời đồn, tôi được chồng đại gia cung phụng, đúng là tôi may mắn có anh lo lắng. Nhưng tôi luôn quan niệm không thể ỷ lại chồng, tôi tận dụng sự ủng hộ đó để trau dồi thêm kiến thức và sống tự lập. Nếu không có anh, tôi vẫn tự lo được. Không người phụ nữ nào được xem là thành công nếu chỉ biết sống kiếp tầm gửi."